Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với lại kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ của Salon Tô Tùng Bách. Hôm nay em xin phép lên sóng giới thiệu đến mọi người một cái mẫu xe số sàn 2 cầu, sản xuất năm 2016, model 2017 vừa mới cập bến Salon Tô Tùng Bách. Đó là chiếc Chevrolet Colorado mang ngoại thất màu đỏ. Thì sau đây em sẽ đi quay chi tiết về nội ngoại thất của cái chiếc xe này để cho mọi người tiện theo dõi. Đây được đánh giá và nhận định là một cái sản phẩm khá là chất lượng vừa mới cập bến Salon. Thì sau đây em sẽ tả qua về cái chiếc xe này để cho mọi người nhận định về cái sản phẩm trên. Về bề mặt sơn si thì rất là bóng đẹp, khẳng định các bác là không có vết xước. Tất cả những cái vết xước nhỏ thì đã được salon đánh bóng và sơn tỉa lại toàn bộ xe. Những cái chi tiết bên ngoài ngoại thất thì hoàn toàn không có cái dấu hiệu lão hóa hay là xuống cấp. Nói chung là cái chiếc xe này về ngoại thất của nó rất là đẹp. Ở hai bên cái bệ bước này hoàn toàn là không có xước sát gì. Bác chủ bác cái lái cũng khá là tốt. Ở ngoại thất của xe, ở trên cái phiên bản này thì cái này là cái bộ phận lắp thêm này. Bệ bước là lắp thêm này. Cái này cũng là lắp thêm này. Cái vẻ cua lốp này cũng là lắp thêm này. Các bác mua con xe này thì sẽ được lợi là cái ngoại thất bây giờ là nhìn nó đẹp mắt hơn rất là nhiều. Và về không phải trang bị thêm bất cứ thứ gì. Đây, cái vẻ cua lốp này khi mà lắp vào này, nhìn cái dáng xe nó rất là đẹp, nó khỏe khoắn, nó thể thao hơn rất là nhiều. Đây, cái ốp viền đèn phía trước và phía sau đều có cả. Cái mặt ca lăng xi mạ chrome hoàn toàn là không có xước sát. Đây, người ta đi giữ gì nó không bị va quẹt vào đâu thì nó không có xước sát. Ở cái vỏ nhựa đèn ở hai bên còn khá là mới và đồng đều nhau, cam kết với các bác là đèn zin. Ở cái phía dưới đèn gầm cũng hoàn toàn không bị hấp hơi hay là vào nước. Các cái mép nhựa của cản trước, cản sau này, các bác nhìn này, trên một cái chiếc xe chất lượng này, nhìn các cái khe kẽ, các cái mép này cực kỳ là đẹp. Đây, mình xin. Đây, các bác nhìn này. Đấy, rất là khít, hoàn toàn không có bị dơ dão hay là dẹo dạo gì cả. Tất cả những chi tiết ở bên ngoài ngoại thất của xe rất là mới. Đây, mép cản hai bên em quay vào cho mọi người xem luôn này. Nếu có ma tít bả chồng lên nhìn nó sẽ choạch choạc và lệch lạc đi rất là nhiều. Sơn thì rất là bóng đẹp, khẳng định luôn là về anh em sẵn sử dụng mà không mất 1.000 nào tiền sơn. Con này thì keo chỉ zin cả xe, kính zin cả xe. Tất cả những cái chiếc xe mà Salon Tô Tùng Bách bán ra thì đều cam kết là không đâm va, không ngập nước. Động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất. Đây, các bác phát hiện ra lỗi thì sẵn sàng nhận lại xe và hoàn lại tiền. Xe bên em đã được kiểm tra rất là kỹ. Hệ thống gầm của con này thì còn rất là đẹp. Đây, bề mặt sắt xi này còn rất là đen này, không có dấu hiệu bị han dỉ hay là mất mặt sơn. Tất cả những cái phụ tùng gầm ở phía dưới còn nguyên chấm sơn của nhà máy này. Trên tất cả những khe kẽ này nhìn rất là gọn gàng và sạch sẽ. Đây các bác nhìn này. Xe này là biển Nghệ An, sử dụng tại thành phố Vinh. Thế nên là cái gầm xe nó cực kỳ là đẹp. Lốp đây ạ. Đây, lốp này vẫn là lốp theo xe đây các bác này. Tuần 23 2016 các bác này. Đây lốp này, thông số của lốp này. Bề mặt lốp cũng còn khá là dày dặn này. Các bác về phải sử dụng được thêm một vài vạn km nữa mới phải thay. Đây là cái lốp trước này. Còn ở phía lốp sau, lốp sau thì khẳng định luôn với các bác bao giờ nó cũng mới hơn lốp trước. Đây, lốp sau cũng là tuần 23/2016 này. Đó, các bác nhìn thấy không? Đây. Ở bề mặt lốp này khá là dày. Con này thì em cũng đã chạy thử xe. Xe hoàn toàn không có dơ dão hay là dẻo dạo thì cả, gầm bệ rất là chắc. Về các bác sẵn dùng thôi, không mất 1.000 nào để tiền để chi phí hay là bảo dưỡng hay là sửa chữa hệ thống gầm. Đây, bề mặt sơn ở dưới gầm rất là đẹp này. Đây em quay cho mọi người xem này. Lốp sơ cua còn rất là dày, có sử dụng rồi nhưng mà còn khá là dày. Con này thì cũng đã có thanh thể thao rồi nên nhìn nó rất giống những cái bản phiên bản cao của cái dòng xe Colorado. Xe lăn bánh được 6 vạn km và chủ lái cũng khá là tốt, sử dụng cũng rất là giữ gìn. Thì sau đây mình sẽ đi quay vào nội thất để cho các bác theo dõi. Đây, nội thất thì ghế nỉ nguyên bản đã được bọc lên một bộ da. Màu này là màu vàng bò hoặc là màu da lươn. Bộ ghế này bọc cũng khá là xịn sò. Khả năng là bọc bộ ghế này cũng được lâu lâu rồi nhưng mà do cái độ bền của da ghế này nên bây giờ hiện tại là nhìn nó vẫn khá là đẹp và bắt mắt. Về các bác sẵn dùng
Đây, em sẽ vào trong xe để quay cho mọi người xem. Cái đồ nhựa nội thất ở bên trong xe thì cũng không có xước sát gì. Táp lô hay là táp bi cửa này, nhựa rất là mới. Con này thì trang bị màn hình theo xe và hệ thống an toàn là hai túi khí, một bên lái và một bên phụ. Đó. Con này là số sàn 6 cấp và hai cầu điện. À, những cái bác mà thường xuyên sử dụng những cái chiếc xe bán tải và di chuyển trên những cung đường khó ấy, thì chắc chắn là em khuyến khích các bác nên sử dụng những chiếc xe hai cầu. Xe hai cầu rất khỏe và mạnh, hoàn toàn không lo bị lầy lội gì cả. Đây, táp bi cửa còn rất là mới. Hệ thống da ghế của xe này, các bác nhìn trong clip này, rất là đẹp. Ghế trước, ghế sau nhìn nó đều như nhau. Đó, nỉ trần rất là sạch. Đây, em quay vào cái vô lăng cho mọi người xem. Trên vô lăng này hoàn toàn là không có điểm bóng hay bị mờ. Đó, quay rất chậm và kỹ đấy. Nội thất của xe nhìn rất là tươi, nó thể hiện một cái chiếc xe đi rất là giữ gìn. Sau đây em quay qua cái khoang động cơ để cho các bác xem. Kính thì zin toàn bộ các bác nhé. Đây này, vin đây này, vin đây này, nhìn hơi khó. Đây, em quay nốt cái khoang động cơ. Khoang động cơ thì đã được dọn vệ sinh nên rất là sạch sẽ. Cam kết với các bác là động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất. Con này là động cơ 2.5, mức tiêu hao nhiên liệu của nó loanh quanh khoảng 6-7 lít dầu thôi cho cung đường hỗn hợp. Cái chiếc xe số sàn này thì nó sử dụng rất là ít nhiên liệu, 7 lít là các bác đã vận hành được cái chiếc xe này thoải mái và vô tư rồi. Ốc đầu giằng này, ốc cabo này, ốc khóa này hoàn toàn là nguyên bản ở cái phần đầu xe. Đây, các cái vết hàn bấm của nhà máy nhìn rất là rõ ràng và sắc nét. Xe không có va chạm hay là đâm đụng gì cả. Các cái chi tiết ở trong khoang máy như các bác thấy ở trong clip này hoàn toàn không có dấu hiệu lão hóa này, còn nguyên chấm sơn của nhà máy này. Nhựa đen chưa bị bạc hay là bị mất màu. Đấy. Các cái chi tiết kim loại còn rất là sáng. Sau khi đã được dọn vệ sinh lên thì không khác gì một cái chiếc xe vừa mới từ hãng đi ra. Đây, tất cả những con ốc sâu nằm sâu ở vị trí phía dưới thân máy này, các bác để ý này, nó vẫn nguyên bản 100%. Máy nổ cực kỳ êm, số ra vào rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng. Đây, con này thì đang được Salon Minh Em chào bán mức giá tiền là 435 triệu đồng. Bác nào quan tâm đến cái sản phẩm này thì xin liên hệ cho em theo số điện thoại là 0961 266 668. Salon Tô Tùng Bách có địa chỉ tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip lần sau.